Các thân mến, chúng ta cùng nhau bước vào cái phần ôn tập cái chương 1 về hàm số và phương trình lượng giác. Thì bây giờ thầy với lại hướng dẫn các em giải các cái bài trong phần ôn tập sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11 ban cơ bản. Thì sau đó thì chúng ta cùng nhau làm cái phần ôn tập trong sách nâng cao rồi tiếp tục là những cái bài luyện tập thêm nhé. Bài số 1 này. Nghĩa A hàm y bằng cos 3x có phải là hàm chẵn không? Và tại sao ý B là hàm số y bằng tan của góc x cộng với pi trên 5 có là hàm lẻ không? Và tại sao lại như vậy? Ta giải đây. Ý A nhé. Y bằng cos của 3x. Hàm này có tập xác định là D bằng R rồi. Tất cả giá trị của x thuộc tập số thuộc R thì đều làm cho hàm này có nghĩa. Ta dễ nhận thấy như vậy. Cho nên là cả x và cả trừ x cũng đều nằm trong tập xác định. Suy ra x và trừ x đều thuộc tập D. Và ta có giá trị của hàm tại x là y tại x thì luôn bằng cos của 3x. Giá trị của hàm tại trừ x, y tại trừ x thì có phải là bằng cos của trừ 3x. Nhưng em nhớ rằng là cos thì đối, tức là hai góc đối nhau thì có cos bằng nhau. Đấy, như vậy có nghĩa là cos của trừ 3x thì cũng bằng cos của 3x. Tính chất thì ta đã biết. À, điều này có nghĩa là gì? Y tại x luôn bằng y tại trừ x với tất cả mọi x thuộc tập xác định. Đấy. Với mọi x thuộc tập xác định thì giá trị của hàm tại x cũng bằng giá trị của hàm tại trừ x. Điều này có nghĩa là hàm y bằng cos 3x là hàm chẵn. Đó. Cái y b này, cái hàm ta xét là y bằng tan của x cộng với pi trên 5. Trước hết là tập xác định của nó. Tan thì bằng sin trên cos. Như vậy là cos của cái góc x cộng pi trên 5 phải khác không? Có nghĩa là x cộng với pi trên 5 phải khác gì? Pi trên 2 cộng với kpi. Ta đã biết cái điều này từ lúc giải phương trình rồi, phải không nào? Vậy thì x sẽ khác gì? Pi trên 2 trừ đi pi trên 5, tức là thành là 5pi trừ đi 2pi là 3pi trên 10. 3pi trên 10 cộng với kpi. Vậy tập xác định được, em có thể viết là x khác 3pi trên 10 cộng kpi với k thuộc z. Đấy. Hay là ta cũng có thể viết nó thành gì? Tập xác định là D bằng các giá trị của x thực tập số thực R trừ đi 3pi trên 10 cộng kpi sao cho k thuộc z. Đấy, ta có thể viết như thế nào. Thế bây giờ ta viết để xét cái giá trị của hàm đại x. Y tại x thì bằng tan đại x cộng với pi trên 5. Y tại trừ x thì sao? Y tại trừ x thì bằng tan của trừ x cộng với pi trên 5. Bây giờ ta so sánh y tại x với y tại trừ x. Ta thấy là y tại x đấy thì khác y tại trừ x.
Em nhận thấy là tan của x cộng với vi trên 5 và tan của trừ x cộng vi trên 5 đấy, là khác nhau đúng không? Nó không thể bằng nhau với bọn x được. Y tại x với trừ y tại trừ x cũng khác nhau đúng không? À, trừ y tại trừ x là gì? Trừ tan của trừ x cộng 5 sẽ thành gì? Tan của x trừ đi vi trên 5. Đấy, như vậy là hai cái này đều khác nhau, cho nên từ đây ta dẫn đến kết luận vậy y bằng tan của x cộng với pi trên 5 là hàm không chẵn cũng không lẻ nhá. Nhớ là điều kiện để nó là hàm chẵn là y tại x phải bằng y tại trừ x với bọn x thuộc tập xác định, còn điều kiện để hàm lẻ là y tại x phải bằng trừ y tại trừ x với bọn x thuộc tập xác định. Rõ ràng cả hai điều kiện này không thỏa mãn thì nó không chẵn cũng không lẻ. Đấy, thế là cái ý số 1. Cái bài số 2 trong phần ôn tập này. Căn cứ vào đồ thị hàm số y bằng sin x, tìm những giá trị của x trên cái đoạn trừ 3pi trên 2 cho đến 2pi để hàm số đó a nhận giá trị trừ 1, b nhận giá trị âm, đấy, với hai cái yêu cầu như vậy. Thì em chú ý vào đầu bài yêu cầu ta là căn cứ vào đồ thị. Thế nhưng như vậy có nghĩa rằng là việc đọc ra được các cái giá trị có ích thỏa mãn điều kiện của đầu bài lại phải vẽ đồ thị, và cái công đoạn vẽ đồ thị mất khá nhiều công sức. Trong khi đó chúng ta đã học cách giải phương trình và bất phương trình rồi thì không tội gì chúng ta phải đi vẽ đồ thị để đọc nó ra cả, và thậm chí là nếu vẽ đồ thị và đọc ra còn mất nhiều công sức hơn. Đó, ta giải nó như sau. Thì a đấy, để hàm số nhận giá trị bằng trừ 1 có nghĩa là y bằng trừ 1 thì tương đương với sin x bằng gì? Trừ 1. Mà trong phần giải phương trình ta đã biết rồi, sin x bằng trừ 1 thì sao? À, sin x sẽ bằng sin của trừ vi trên 2, và em ra được là gì? X bằng trừ vi trên 2 cộng k2pi, hoặc x bằng 3pi trên 2 cộng k2pi. Thế nhưng mà khi vẽ nó ra cái vòng tròn lượng giác, em nhận thấy là trừ vi trên 2 hay 3pi trên 2 đều trùng nhau, chỉ có một cái vị trí duy nhất mà sin nó bằng trừ 1. Cho nên ta có thể viết chung một cái là trừ vi trên 2 cộng với gì? k2pi, với k thuộc về k z. Đó, ta nên tìm x theo cái kiểu phương trình và bất phương trình nhé, chứ không nên dựa theo đồ thị. Thì đấy là cái bất hợp lý của người soạn sách giáo khoa. Nói chung các cái sách giáo khoa của ta có rất nhiều chỗ bất hợp lý. Ý b, nhận giá trị âm, y nhận giá trị âm có nghĩa là y nhỏ gì? Y nhỏ không thì tương đương với sin x nhỏ không. Ta đã học cách giải bất phương trình lượng giác rồi, ta em lại nhìn vào đồ thị, sin của một góc là chiếu vuông góc của nó trục OI. Thế vậy thì đó, để cho sin của nó âm thì ta phải gạt cái phần trên này đi, chỉ có những cái góc mà nằm phía dưới, ở dưới của đường tròn này thôi. Ví dụ em nhìn thấy ở đây nhé, có phải chiếu vào sin của nó mới nhận giá trị âm không? Đấy, bất kỳ góc nó chạy từ vị trí này đến vị trí. Thế vậy thì x sẽ thế nào? Em nhận thấy cái mốc đây là không, và cái mốc đây là gì? Đây là trừ pi. Vậy nó lớn hơn trừ pi phải nhỏ hơn không? Nhưng vì tuần hoàn với chu kỳ k2pi trên ta cộng thêm k2pi nữa. Vậy thì x lớn hơn trừ pi cộng với k2pi, và x nhỏ hơn không cộng k2pi thì là k2pi cũng vậy với k cộng z. Đấy là cái ý số 2. Ta sang giữa bài số 2, bây giờ ta sang cái bài số 3.
3 nhé. Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số sau. Giá trị lớn nhất của các hàm số A là y bằng căn bậc 2 của 2 nhân với 1 cộng 4x cộng với 1. B là y bằng 3 nhân sin của x trừ đi pi trên 6 trừ đi 2. Thì bài yêu cầu ta tìm giá trị lớn nhất của các hàm này. Ta giải nó như sau. Thì A nhé. Ta có cos x thì lớn hơn được bằng trừ 1, nhỏ hơn được bằng 1 với mọi x. Cho nên 1 cộng cos x sẽ phải lớn hơn bằng mấy em? Có phải lớn bằng 0 này, nhỏ hơn hoặc bằng gì? 2 với tất cả mọi x, đúng không? Vậy có nghĩa là 2 nhân với 1 cộng cos x sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 4 với mọi x. Đấy, thì cũng có nghĩa là căn bậc 2 của nó, tức là căn bậc 2 của 2 nhân với 1 cộng cos x đấy sẽ phải lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 2 với mọi x. Bây giờ ta cộng thêm 1 và 2 vế nữa thôi, thì sẽ được căn bậc 2 của 2 nhân với 1 cộng cos x này cộng thêm 1 này thì sẽ phải lớn hơn bằng 1 này, nhỏ hơn hoặc bằng gì? 3 này. Đấy, vậy là y lớn hơn bằng 1, nhỏ hơn bằng 3. Y lớn hơn hoặc bằng 1, y cũng nhỏ hơn bằng 3. Vậy từ đây ta dẫn đến kết luận giá trị lớn nhất của y hay y max là bằng 3. Đến cái y b, sin của một cái góc bất kỳ x trừ đi pi trên 6 đấy thì luôn luôn lớn bằng trừ 1, nhỏ hơn bằng 1 với mọi cái giá trị của x. Như vậy có nghĩa là 3 nhân với sin của x gì trừ pi trên 6 sẽ lớn hơn bằng trừ 3, nhỏ hơn hoặc bằng 3 với mọi x. Ta trừ đi 2 ở hai vế sẽ được 3 nhân với sin của x trừ pi trên 6 và trừ đi 2 sẽ lớn hơn bằng trừ 3 trừ 2 thì trừ 5, nhỏ hơn bằng 3 trừ đi 2 còn 1. Điều này luôn đúng với mọi x. Rõ ràng đây chính là y, phải không nào? Y lớn hơn bằng trừ 5, nhỏ hơn bằng 1. Đối bài bảo ta tìm giá trị lớn nhất, như vậy ta chỉ đưa được y lớn nhất là bằng 1 nhé. Suy ra y max bằng 1. À, ở đây là cái phần A thì có một cái thiếu. Nếu như chúng ta chỉ ra được khi nào, tức là khi x bằng bao nhiêu, thì cái lời giải của chúng ta sẽ trọn vẹn hơn. À, ta nhận thấy là như vậy thì y ta sẽ lớn nhất là bằng 1 khi cái sin của x trừ pi trên 6 này này đúng bằng 1, tức là nó cũng lớn nhất khi sin của x trừ pi trên 6 bằng 1. Vậy có nghĩa là x trừ pi trên 6, ta viết nháp một chút nhé, x trừ pi trên 6 sẽ phải bằng pi trên 2 cộng với k2pi. Ta đã giải quy trình này quen rồi đúng không? Tức là em sẽ được x bằng pi trên 2 mà cộng với pi trên 6, tức là 3pi cộng pi là 4pi trên 6. 4pi trên 6 hay là 2pi trên 3, hay khi x bằng 2pi trên 3 cộng với k 2pi k của z. Đó, lời giải của chúng ta sẽ trọn vẹn hơn khi chúng ta chỉ ra được giá trị lớn nhất của y và nó xảy ra khi nào. Đấy, tương tự như cái trường hợp vậy thì ở cái ý A em nên bổ sung là giá trị lớn nhất của y ở đây là bằng bao nhiêu nhỉ? À, giá trị lớn nhất của y chỗ này là chúng ta có lúc nãy chưa, ta đã tìm ra được là cái này một với hai, hai cộng với một là ba. Y max bằng 3 khi nhé, em bổ sung thêm cái dòng này nữa ở ý A đấy nhé, khi
cos x bằng cos x lớn nhất tức là cos x bằng 1, tức là x bằng gì? K 2 pi k. Đấy, em bổ sung thêm cái ý này vào lời giải của ý A nữa. Ta sang đến cái câu số 4. Câu 4 này, giải các cái phương trình sau. Ý A, sin của góc x cộng 1 bằng 2 phần 3. B là sin bình phương của 2x bằng 1 phần 2. Ý C là cotan bình phương của góc x trên 2 thì bằng 1 phần 3. Ý D là tan của cái góc pi trên 12 cộng với 12x là trừ căn 3. Chúng ta giải này. Ý A nhé, sin của góc x cộng 1 bằng 2 phần 3, tập xác định của nó là D bằng là... Đấy. Khi người ta không viết độ x cộng 1 có nghĩa là người ta không viết độ. Không viết độ thì em thể hiểu rằng A vậy thì nó đang góc đang được tính bằng đơn vị radian, cho nên ta sẽ sử dụng đơn vị radian nhé. Trong bảng giá trị lượng giác của những góc đặc biệt thì không góc nào mà có sin bằng 2 phần 3, cho nên ta sử dụng cái giải pháp arc sin. Như vậy sin của một góc bằng 2 phần 3 thì góc đấy, tức là cái góc x cộng 1 này này, sẽ bằng arc sin của 2 phần 3 cộng với k pi. Đến việc giải thích arc sin này thầy đã nói rất nhiều lần ở những cái video trước rồi nhé. Tiếp, x cộng 1 bằng pi trừ đi arc sin của 2 phần 3 cộng k 2 pi, hay tương đương với x bằng trừ 1 cộng với arc sin của 2 phần 3 cộng k 2 pi, x bằng trừ 1 trừ arc sin 2 phần 3 cộng k 2 pi. K ghi chú là tổ hợp giác. Ta xong cái ý A. Đến cái ý B. Sin bình phương của cái góc 2x thì bằng 1 phần 2. Ta xác định ở đây là D bằng R. Đấy, vậy thì sin của cái góc 2x này nó sẽ bằng 1 trên căn 2, hoặc nó sẽ bằng trừ 1 trên căn 2. Như vậy thì chúng ta sẽ được, trong trường hợp thứ nhất, sin của góc 2x mà bằng 1 trên căn 2 thì đó là sin của cái góc pi trên 4. Trường hợp thứ hai, sin của góc 2x bằng trừ 1 trên căn 2, vậy sin của 2x sẽ bằng sin của góc trừ pi trên 4. À, vậy thì suy ra ở cái trường hợp đầu tiên chúng ta có hai nghiệm là x bằng pi trên 4 cộng với k 2 pi. Trường hợp thứ hai chúng ta có x bằng gì? Pi trừ đi pi trên 4 cộng k 2 pi, tức là 3 pi trên 4 cộng k 2 pi. Trường hợp sin của 2x bằng, xin lỗi đây là 2x nhé, đây là 2x. Sin của 2x bằng trừ pi trên 4 thì 2x sẽ bằng gì? Trừ pi trên 4 cộng k 2 pi. Đấy. Hoặc 2x sẽ bằng gì? Pi trừ đi trừ pi trên 4, tức là bằng 5 pi trên 4. Đấy. Cộng với k 2 pi. Hay tương đương với em này. Chúng ta có 4 nghiệm, đúng không? X bằng gì? Pi trên 8 cộng k pi. X bằng 3 pi trên 8 cộng k pi. Tiếp nữa là x gì bằng trừ pi trên 8 cộng k pi.
Và trường hợp cuối cùng là x bằng 5 pi trên k cộng k pi với k của tổng set. Đó. Đó là cái ý B. Giờ ta sẽ sang cái ý C. Cotan bình phương của một cái góc x trên 2 nào đó thì bằng 1/3. Nhớ rằng tập xác định ở đây là D bằng R, nhưng loại đi những cái giá trị của x mà làm cho, em nhớ cotan thì bằng cos trên sin, làm cho sin, ta viết là nháp nhé, của cái góc x trên 2 phải gì? Phải khác 0. X gì? Sin góc x trên 2 khác 0 thì x trên 2 khác gì? Khác k pi. Đúng không? Vậy thì x khác k2 pi, tức là trừ đi k 2 pi, trong đó k thuộc tổng set. Đến là tập xác định của chúng ta. Thì phương trình của chúng ta sẽ tương đương với này. Cotan bình x trên 2 bằng 1/3 thì cotan của cái góc x trên 2 này sẽ bằng 1 trên căn 3, hoặc cotan của góc x trên 2 này bằng gì? Trừ 1 trên căn 3, hay tương đương với cotan của cái góc x trên 2 sẽ bằng 1 trên căn 3 là cotan góc bao nhiêu nhỉ? Đó là cái góc pi trên 3 nhé. Pi trên 3 thì cos của nó bằng 1/2, sin của căn 3 trên 2, nên cotan của nó sẽ bằng 1 trên căn của trên căn 3. Đấy, tức là bằng cotan của góc pi trên 3. Thế còn này, cotan của góc x trên 2 trong trường hợp thứ hai, góc bao nhiêu mà cotan của nó bằng trừ 1 trên căn 3? Em có thể học thuộc lòng bảng giá trị lượng giác của những góc đặc biệt, đúng không? Em có thể suy ra từ cái mối quan hệ giữa 1 trên căn 3 với trừ 1 trên căn 3 này, nó là hai cái đối nhau, cotan của chúng đối nhau. Thế thì một cái sẽ là sin của nó bằng cos của nó bằng trừ 1/2, tức cos âm, và sin của nó dương. Vậy đó sẽ là cái góc 2π trên 3 nhé, cotan góc 2π trên 3. Hoặc là em ghi là cotan của cái góc trừ pi trên 3 cũng được. Ta có thể lấy góc 2 pi trên 3 hoặc góc trừ pi trên 3 cũng được. Tương đương với x bằng pi trên 3, nhưng nhớ rằng chỉ cộng với k pi thôi. Trường hợp thứ hai là x bằng gì? Trừ pi trên 3 cộng với gì? Cộng với k pi. Nhớ rằng k thuộc tổng set. Đấy. Đấy là cái ý C để chúng ta lấy ngay nghiệm, bởi vì chắc chắn là nó sẽ thỏa mãn cái tập xác định này rồi. Em nhìn vào đây này, một cái là pi trên 3 cộng k pi, cái trừ pi trên 3 cộng k pi, thì tất cả đều khác thì khác cả 2 pi. Ta sang cái ý D. Tan của cái góc pi trên 12 cộng 12x thì bằng trừ căn 3. Tập xác định là D bằng các giá trị của x thuộc tập xuống thực R, nhưng trừ đi những cái giá trị của x gì mà làm cho cos của nó vi phạm, tức là cos của cái góc pi trên 12 cộng với 12x bằng 0. Thì chúng ta viết là nháp nhé, cos của pi trên 12 cộng 12x, tập bắt nó phải khác 0 này, tức là pi trên 12 cộng 12x phải khác mấy âm? Cos một góc bằng 0 thì góc đó bằng pi trên 2 cộng k pi. Đấy, vậy đây nó phải khác pi trên 2 cộng k pi. Vậy 12x sẽ khác pi trên 2 trừ đi pi trên 12, tức là 5pi trên 12 nhé. 5pi trên 12 cộng với k pi. Hay là x khác gì nhỉ? 5pi trên 144 cộng với k pi trên 12. 5pi trên 144 cộng với k nhân với pi trên 12, với điều kiện là k thuộc z. Đấy. Thì cái động tác tìm điều kiện này, nó là một cái công đoạn rất là phụ, cho nên em đừng viết các cái phép tính này vào trong bài giải làm gì. Em tính là nháp thôi nhé. Còn cái điều kiện này chỉ cần viết ngắn gọn như thế này là được.
ta sẽ có phương trình của chúng ta là tan của pi trên 12 cộng với 12x cộng trừ căn 3. Vậy tan của pi trên 12 cộng với 12x gì thì bằng tan góc nào của trừ căn 3 nhỉ? Đó là cái góc mà có sin bằng căn 3, sin bằng âm căn 3 trên 2, cos bằng 1/2. Đấy, sin bằng âm căn 3 trên 2 thì đó là góc trừ pi trên 3 nhé. Tan của góc trừ pi trên 3. Vậy em sẽ được pi trên 12 cộng 12x gì bằng trừ pi trên 3 cộng 2 pi. Hay 12x sẽ bằng, ta lại nháp này, trừ pi trên 3 trừ pi trên 12 thì bằng trừ 4 pi trên 12 trừ 1 pi trên 2 là trừ 5 pi trên 2. Đấy, cộng với các pi. Hay x gì bằng trừ 5 pi trên 144 cộng với k nhân với pi trên 12. Thế thì em nhận thấy là kinh nghiệm này không có vấn đề gì cả. Là vì sao? Là vì hai cái lý do trừ 5 pi trên 144 cộng với k pi trên 12 thì hiển nhiên là khác 5 pi trên 144 cộng k pi trên 12. Đấy, lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là ta đặt điều kiện để cho cái này nó có nghĩa. Có nghĩa là tan x được xác định. Nhưng ở đây em thấy là tan x bằng trừ căn 3 thì hiển nhiên là nó được xác định rồi. Nhá, cho nên cái điều kiện này đôi lúc người ta có thể không viết cũng không sao. Đấy là bài số 4. Để ta sang cái bài số 5. Bài 5 em nhé. Giải các phương trình sau. A, 2 cos bình x trừ 3 cos x cộng 1 bằng 0. B, 25 sin bình x cộng 18 nhân với sin của 2x cộng với 9 cos bình x bằng 25. Ý C, 2 sin x cộng cos x bằng 1. Ý D, sin x cộng với 1,5 nhân với cotan x thì bằng 0. Ý A này, phương trình 2 cos bình x trừ 3 cos x cộng 1 bằng 0 có tập xác định là D bằng R. Đây là phương trình bậc 2 đối với hàm lượng giác, đúng nào? Ta sẽ đọc T bằng cos x và điều kiện là T lớn hơn bằng trừ 1, nhỏ hơn bằng 1. Vì cos x cũng chỉ chạy được trừ 1 trên 1. Vậy thì phương trình của em sẽ là 2t bình trừ đi 3t cộng 1 bằng 0. Đến đây thì em được hai cái giá trị của t là một cái t bằng 1 và một cái t bằng 1/2, nó đều thỏa mãn. Đó, ta lần lượt xét với t và bằng 1 có nghĩa là cos x bằng 1 hay là cos x bằng cos của 0, đúng không? Đây là một trong vài cái trường hợp đặc biệt khi ta lấy công thức nghiệm đấy. Bình thường thì khi giải ra cos x bằng một cái cos của góc alpha nào đó thì chúng ta sẽ được x sẽ bằng alpha cộng k2pi hoặc x bằng trừ alpha cộng k2pi, đúng không? Nhưng trong trường hợp này alpha là bằng 0 radian rồi, cho nên 0 cộng k2pi hay trừ 0 cộng k2pi cũng giống nhau cả thôi. Ta biết hoàn thành là gì, x bằng k2pi. Trường hợp thứ hai là t bằng
1 phần 2, tức là cos x bằng 1 phần 2 hay cos x bằng cos của góc pi trên 3. Vậy em sẽ được hai giá trị của x là x bằng pi trên 3 cộng k2pi, hoặc x bằng gì? Trừ pi trên 3 cộng k2pi, ghi chú k của tập giác. Đấy, đấy là cái ý A. Nó sang ý B này. 25 sin bình x cộng với 15 sin 2x. Em nhớ là sin 2x thì bằng 2 sin x cos x nhá. Cho nên 15 sin 2x sẽ bằng 15 nhân với 2 sin x cos x, nó sẽ thành 30 nhân sin x nhân cos x cộng với 9 cos bình phương x bằng 25. Nó có tập xác định là D bằng R. Các bạn thấy đây là cái dạng phương trình đẳng cấp bậc 2 đối với sin x và cos x, thì chúng ta đã biết cách giải của nó rồi. Nó đã trở thành rất là kinh điển. Đấy là chúng ta đi qua hai bước. Bước 1 là xét xem cos x bằng 0 có thỏa mãn hay không, thì suy ra phương trình của ta sẽ tương đương với, thay cos x bằng 0 này, chúng ta sẽ chỗ này bằng 0, chỗ này cũng bằng 0, còn lại 25 sin bình x bằng 25 tương đương với sin bình x bằng 1. À, khi cos x bằng 0, tức là cos bình x bằng 0 thì sin bình x bằng 1 là chính xác rồi, đúng không? Đấy, như vậy có nghĩa là cos x bằng 0 có thỏa mãn. Suy ra cos x bằng 0 thỏa mãn. Hay x bằng cos x bằng 0 thì x bằng mấy em? Nó bằng pi trên 2 cộng với kpi, cũng đó k thuộc z. Ta kết luận là x bằng pi trên 2 cộng kpi là nghĩa của phương trình. Đấy, trường hợp thứ nhất ta có một nghiệm nhé. Ta xét đến cái bước 2 là xét trường hợp cos x nó khác 0. Nếu cos x khác 0 thì em biết là ta chia cả hai vế của cái phương trình này cho cos bình x. Nếu 25 sin bình x mà chia cho cos bình x thì thành 25 nhân với tan bình x. 30 sin x cos x chia cho cos bình x thì còn 30 sin x trên cos x, tức là 30 tan x. 9 cos bình x chia cho cos bình x thì còn cộng với 9 bằng 25 chia cho cos bình x. Nhưng mà nhớ rằng ta có thể tách ra thành 25 nhân với 1 trên cos bình x. Và để nhắc lại cái công thức, 1 trên cos bình x thì em nhớ cho thầy nó bằng gì? Tan bình x cộng 1 nhá. Thế ở đây ta thay nó bằng 25 nhân với tan bình phương của x cộng 1. Vậy ta rút cộng thôi, phương trình của em sẽ tương đương với 25 tan bình, bên đây cũng có 25 tan bình là hết. Còn lại 30 tan x này, hệ số của chúng ta là bên này là 9 này, bên này là 25. Đó. Thế thì còn lại là lấy 25 mà trừ đi 9 còn bao nhiêu nhỉ? 25 trừ đi 9 còn 16, đúng không? Bằng 16. Như vậy em sẽ được tan x bằng 16 phần 30, hay là ta rút gọn thành khoảng 8 phần 15. Trong bảng giá trị lượng giác của góc đặc biệt thì không góc nào có tan bằng 8 phần 15 cả. Ta dùng cái giải pháp là arctan để suy ra x bằng arctan của 8 phần 15 cộng với kpi. Đấy, k thuộc z. Nhớ là hạt tan và cotan tuần hoàn với chu kỳ là 1 pi. Nhá, trên ở đây ta cộng với kpi thôi. À, đây là điều số 1 và đây là điều số 2. Ta nói rằng từ 1 và 2 thì phương trình có hai nghiệm nhé, hay là kết hợp 1 và 2, 1 và 2 để suy ra phương trình đã cho có hai nghiệm là x bằng pi trên 2 cộng kpi, và nghiệm thứ hai là x bằng
áp tan của 8 phần 15 cộng với kpi, đóng một quả là k sẽ. Đấy là cái IB, ta sang IC đấy. Hai sin x cộng cos x bằng 1. Tập xác định D bằng R. Em định dạng cho thầy cái loại phương trình nhé. À, đây chính là phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x. Nó có dạng A trên sin x cộng B nhân cos x bằng C. Cách giải cái phương trình này là ta chia cả hai vế của nó cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Ta nháp này. A đây bằng 2, B đây bằng 1. Vậy căn bậc 2 của A bình cộng B bình sẽ là căn bậc 2 của 2 bình cộng 1 bình, tức là bằng căn 5. Ta chia cả hai vế cho căn bậc 2 của 5. Thì phương trình của ta sẽ tương đương với 2 chia căn bậc 2 của 5 cộng với 1 trên căn bậc 2, xin lỗi, 2 chia căn bậc 2 của 5 nhân với sin x cộng với 1 trên căn bậc 2 của 5 nhân với cos x bằng 1 trên căn bậc 2 của 5. 2 trên căn bậc 2 của 5 sẽ là bằng sin của một góc, và 1 trên căn bậc 2 của 5 sẽ là một cos của góc, nhưng nó không phải là góc đặc biệt nào cả trong các cái góc đặc biệt mà ta đã học. Và vì vậy trong tình huống này ta sẽ nói rằng đặt sin của cái góc alpha nào đó bằng 2 trên căn 5 và cos của góc alpha bằng 1 trên căn 5. Lúc đó phương trình của em được viết lại thành sin alpha nhân sin x cộng cos alpha nhân cos x bằng 1 trên căn 5. Cos A cos B cộng với sin A sin B thì nó sẽ là cos của A trừ B, tức là x trừ alpha bằng 1 trên căn 5. Đáng tiếc là 1 trên căn 5 cũng không phải là giá trị lượng giác của cái góc đặc biệt nào cả. Thế nên ta lại sử dụng giải pháp A cos. Lúc đó chúng ta sẽ có x trừ alpha bằng A cos của 1 trên căn 5 cộng K 2 pi, và x trừ alpha bằng gì? Trừ A cos của 1 trên căn 5 cộng K 2 pi. Thế ta rút ra là x thì bằng alpha cộng A cos của 1 trên căn 5 cộng K 2 pi, và x bằng alpha trừ đi A cos của 1 trên căn 5 cộng K 2 pi với K của tập chắc. Đó là nghiệm của cái phương trình ở IC. Mình sang IC nhé. Phương trình của ta là sin x cộng với 1,5 hay là viết thành 3/2 cotan x bằng 0. Đấy. Thế điều kiện ở đây là gì? Tập xác định D bằng cotan x thì bằng cos x trên sin x. Thì ta phải đặt điều kiện cho sin x nó khác không. Ở sin x khác không thì x khác gì? Kpi. Đấy. Vậy x là tất cả giá trị thuộc tổng số thực R trừ đi giá trị x bằng kpi. Ở đây lưu ý là k phải thuộc z. Đấy. Chúng ta biết là R trừ đi dấu trừ của tập hợp nhé, ta biết chéo một cái. Ở đây là cái dấu ngoặc nhọn này, kpi này, gạch sổ một cái này, k thuộc z, ta đóng ngoặc nhọn. Thế phương trình của chúng ta này sẽ viết thành sin của x cộng với 3 cos x chia 2 sin x bằng 0. Lúc này ta nên nghĩ đến việc quy đồng mẫu số nhé. Mẫu số chung sẽ là 2 sin x. Vậy ở đây chúng ta sẽ có 2 sin x nhân với 2 sin x nhân với sin x thì thành 2 sin bình phương của x cộng với 3 cos x chia cho 2 sin x bằng 0. Một cái phân thức bằng 0 thì tử của nó sẽ bằng 0 và mẫu của nó sẽ khác 0. Như vậy từ đây em sẽ suy ra được 2
sin đỉnh x cộng 3 cos x bằng 0. Phương trình của chúng ta vừa có sin vừa có cos, ta nghĩ chuyển sin x về cos x hoặc ngược lại. Thế đây rõ ràng là từ sin đỉnh x chúng có thể dễ dàng chuyển thành 1 trừ cos bình x. 2 nhân với 1 trừ đi cos bình x cộng 3 cos x bằng 0. Hay mình viết thành gì? Trừ 2 cos bình x, đúng không? Cộng 3 cos x cộng 2 bằng 0. Thế ta lại đặt t bằng cos x và đặt điều kiện là t lớn bằng trừ 1 nhỏ bằng 1. Thì em suy được phương trình trừ 2t bình cộng 3t cộng 2 bằng 0. Ta giải ra nháp nhé. Ta tìm t, delta sẽ bằng 9 này. Trừ đi 4ac, tức là 4 nhân với 4 là 16, tức cộng với 16 bằng 25. Vậy, ta được các cái t là bằng trừ 3 cộng căn bậc 2 của 25, tức là 5 trên trừ 4. Và nghiệm thứ hai là trừ 3 trừ 5 trên trừ 4. 2 trên trừ 4 thành trừ 1 phần 2. Trừ 8 trên trừ 4 tức là 2. Vậy chúng ta được các giá trị của t tương ứng là bằng trừ 1 phần 2 và t bằng gì? 2. T bằng 1 phần 2, trừ 1 phần 2 nó làm là nó thỏa mãn điều kiện nằm trong khoảng từ trừ 1 đến 1. T bằng 2 chúng ta loại. Đấy, cos x không thể bằng 2 được. Thế t bằng trừ 1 phần 2 thì tương đương với gì? Cos x bằng trừ 1 phần 2 tương đương với cos x bằng cos của góc nào bằng trừ 1 phần 2 nhỉ? Đó là cái góc 2π trên 3. Cos của 2π trên 3. Vậy thì em sẽ được x bằng 2π trên 3 cộng với k 2π, hoặc x bằng trừ 2π trên 3 cộng với k 2π. Ta đối chiếu với điều kiện xem nó có thỏa mãn hay không nhé. Là điều kiện chúng ta là x về tất cả giá trị x thuộc R loại đi kπ. Hay đôi khi người ta viết như thế này cho nó dễ nhìn này. Điều kiện ở đây là x khác kπ. Đấy. Cái cách viết này không được hoan nghênh cho lắm, cái lý do là nó không thực sự hợp chuẩn. Thế nhưng mà về mặt trực quan ấy, thì nó dễ nhìn hơn, nó dễ cho giúp cho các em so sánh nghiệm. Đấy. 2π trên 3 cộng k2π thì hiển nhiên khác kπ. Tương tự như vậy, trừ 2π trên 3 cộng k2π. Đây hai cái nghiệm để thỏa mãn. Và ta dẫn đến kết luận là vậy, phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt, có hai nghiệm là x bằng 2π trên 3 cộng k2π, x bằng trừ 2π trên 3 cộng k2π với k thuộc z. Đấy. Chúng ta vừa kết thúc nhanh 5 cái bài tập trong phần ôn tập chương 1 của sách giáo khoa đại số lớp 11 ban cơ bản về hàm số và phương trình lượng giác. Thế thì chúng ta còn tiếp tục làm các cái bài tập ôn tập dành cho các bạn theo cái chương trình ban nâng cao. Đấy. Kế đến nữa thì thầy sẽ lưu ý các em là thầy sẽ còn làm một cái video giúp cho các em ôn tập về cái chương này cho kiến thức nó thêm vững vàng hơn nhé. Đó là những cái bài tập mà tương đối nâng cao một chút do thầy tự soạn. Hẹn gặp lại các em ở video sau.